gia đình anh Simon Trần Kim Kiệt và chị Agnes Lâm Hoàng Anh từ Hawaii về Việt Nam để tổ chức buổi lễ hôm nay và quy tụ tất cả thân mật quyến thuộc và hữu trong thánh lễ tạ ơn Chúa 53 năm hôn phối tiếp ban hồng ân Chúa đã ban. Chúng ta chào nhau chẳng phải thật lớn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Mà cho được an hưởng của nhà chính phúc
Thank you.
Chúa trong thư của Thánh Phaolô gửi tông đồ của chính phủ Ê-phê-sô. Thưa anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải làm. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều đáng quý nhất, có kèm theo lời hứa để nghe được hạnh phúc và lũng bỏ trên mặt đất này những bậc làm cha mẹ. Đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách quy tắc và chữa dạy. Theo thần chỉ hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng văn này mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần mình và cầu xin cho toàn thể chúng ta. Anh em hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn lan báo điều nhiệm của Thiên Mừng. Tôi là sứ giả của Thiên Mừng này, cả khi tôi đang bị xỉ sức. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi lao giảng Thiên Mừng, tôi nói năng mạnh dạn, nhưng cũng Phật tôi nói. Antiochus, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, để cho anh em mọi tin tức, để kể cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phải ăn đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết tiền tình của chúng tôi và để anh được lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Chúa Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em hơn bình an và tạo đến cùng với lòng tôi. Đó là lời Chúa. Anh Trinh Kiệt và chị Hoàng Anh có một thành tích rất lớn và có lẽ ít việc điều nào có thể thực hiện được, đó là hàng năm luôn luôn cố gắng để về Việt Nam ăn Tết. Và năm ngoái, năm kia, cho dẫu là Covid, thế nhưng năm ngoái anh vẫn cố gắng về Việt Nam. Và hôm nay nhất là không những anh chị về, còn kéo theo tất cả con cháu về trong cái dịp đặc biệt này. Đó là mừng 53 năm hôn phối. Đời sống mà mỗi khi tôi nhìn chị Hoàng Anh, tôi ngắm anh Trinh Hiền, thì tôi lại thấy quả thật là tình yêu. Tình yêu là như thế đó, tình yêu là khoan dung, là chấp nhận nhau, là tha thứ cho nhau. Và như vậy, qua đời sống của anh chị, nhẫn nhục, yêu thương, chịu đựng lẫn nhau, để rồi Chúa đã thương ban cho anh chị những người con, những người cháu tốt đẹp. Và đi đến cuối cuộc đời vẫn cần có nhau, vẫn còn có nhau. Quả thật là niềm vui của anh chị cái tuổi này rồi, mà tôi với anh Trinh Kiệt vẫn còn phong độ nhanh nhẹn. Và cái điều rất đặc biệt nơi anh phản ánh qua những bài đọc Thánh Kinh hôm nay cho thấy một con người sống tình nghĩa, một con người luôn luôn bên cạnh mình có những chiến hữu, và vì thế cho nên không thể nào mà không về Việt Nam được. Hàng năm như là một quyết tâm, quả thật là như vậy. Mỗi khi anh về Việt Nam là bạn bè chiến hữu lại tụ họp nhau chén tạc chén thù, vui ơi là vui. Và cuộc sống là như thế, chan hòa tình cảm, yêu thương. Không những tình yêu thương ấy, như Trang Văn chúng ta vừa nghe, ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy,
là cha thầy yêu mến người ấy, và Đức Chúa Giêsu cho thấy mô hình của tình yêu đó chính là đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa là Cha và Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần nhắc nhớ để rồi trong tương quan là vợ chồng, tương quan là cha mẹ con cái, trong tương quan là những chiến hữu với nhau, thì chúng ta luôn được thúc đẩy biết bao nhiêu câu chuyện đời, biết bao nhiêu tình nghĩa mà chúng ta hằng ghi khắc nhớ nhau, yêu thương nhau, quan tâm với nhau. Và điểm nổi bật nơi gia đình anh chị đó chính là một hình ảnh hạnh phúc mà thấy luôn luôn chồng vợ con cái sum vầy bên nhau, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Và sự yêu thương ấy còn lan tỏa ra trên bàn thờ của mình, và phải chăng đó cũng chính là ý nghĩa cuộc đời của người chúng ta, luôn luôn yêu thương nhau, quan tâm đến nhau, rất nhiều nhau trong cuộc đời này, cho dẫu là khó, là những thử thách, thế nhưng mà chính tình nghĩa, chính yêu thương giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Và trong tâm tình đó, xin hát tặng anh chị một bài hát vui vui, xin cho công lên chuẩn. La 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 la, la 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 la. Gia đình đã sớm một, vợ chồng buồn hòa chăm chút thương yêu. Gia đình đã sớm một, cha mẹ con cái yên vui một nhà. La 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 la, la 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 la. Gia đình là số một, chọn tình vẹn nghĩa đậm ấm bên nhau. Gia đình là số một, khi ta đi xa những mong về nhà. La 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 la, la 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 la. Gia đình là số một, thịt bò thịt gà mẹ nấu con ghê. Gia đình là số một, xe và hương đã có ba sữa liền. La 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 la, la 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 la. Xin hát liền tặng anh chị. Chúng con cầu xin nhận Kitô Chúa chúng con. Thank you.
phúc những ai được mời dự tiệc trên thiên thu. Lạy Chúa, con xin đại diện đại gia đình nghe lời cảm ơn
hạnh phúc như mà không hoặc trong hoa không có với ai không cần cầu kỳ thầy và hành trình tìm kiếm hạnh phúc trong công nhân quả là vất vả và đầy thử thách. Anh chỉ có đã chung chia số phận trong chuyến đi đời suốt 53 năm với biết bao thu hoạch bầu trọn buồn vui bao mặn ngọt trong tình nghĩa vợ chồng bao nắng đo ưu phiền trong bổn phận làm cha bao cố gắng hy sinh trung thành với ơn đội chúa cha. Anh chị con đã đi tìm hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình của anh chị trong những người vui và trong cả nước mắt đã thể hiện và những niềm mới giao hảo thuận hòa trong gia đình hai tất cả là ơn đi chúa ban cho cả gia đình chúng tôi thanh viên cho anh chị và cho gia đình của anh chị. Hôm nay chúng con dâng lời tạ ơn đi chúa đã thương yêu gìn giữ trở che cho tình yêu của anh chị suốt 53 năm qua. Chúng con cảm ơn cha và Papisita vì tình thương và tình thân cha đã đến dâng lời chúa thánh lễ tạ ơn hôm nay và chúc phúc cho anh chị và gia đình chúng con. Chúng con xin cảm tạ cha Giuseppe Hoàng Sơn đã cho phép gia đình chúng con được tổ chức lễ kỷ niệm 53 năm phong phú của anh chị trong ngôi thánh đường thân thương này. Chúng con xin cảm ơn anh chị em cô bác cậu dì cô chú nhà hội thánh bảo kính phục đã đến thăm thánh lễ tạ ơn đi chúa và cầu nguyện cho anh chị. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn hội đồng mục vụ giáo sư các ca đoàn, cảm ơn ca đoàn thánh nhân đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc tổ chức cùng nhân dân đi thánh giúp thánh lễ trang trọng và sâu sắc. Một lần nữa con xin cảm ơn cha Giovanni Giuseppe Nguyễn Thịnh thầy giáo cùng toàn thể quý vị có mặt trong thân thể này. Gia đình chúng con cùng quay lại. Sau đây gia đình chúng con có bó hoa nơi kính tặng cha. Thank you.